Chào các bạn, mình là Sếp Bi đây. Những bạn đã biết hoặc chưa biết thì hôm nay là ngày Halloween thì các bạn ơi, và cũng là ngày mình thi giữa kỳ. Trời ơi, X2 kinh dị luôn đấy. Thì hãy đừng quên comment dưới là chúc mình thi tốt thì các bạn ơi, và là đang thi là sắp thi, mình cũng chúc các bạn thi tốt nha. Ok, thì hôm nay là mình sẽ là video đi gẹo tinh đỉnh cho các bạn đó. Và gẹo bằng cách nào đó chính là mình sẽ quay hành động này các bạn ơi, hành động bóng ma nhá. Mình sẽ dùng hành động này đi cà khịa tinh đỉnh cho các bạn đó, hay còn gọi là gẹo nha. Ok, thì bây giờ là mình sẽ quay luôn hành động này nha các bạn ơi. Bỏ cái này đi. Rồi ok, mình sẽ quay vòng quay này nhá, để xem là vòng cương sẽ ra vòng quay đấy các bạn ơi. Hành động này hành động di chuyển vừa đi vừa dùng thì các bạn. Ok, quay trở lại các bạn ơi. Trời ơi, đó đang có một khả năng kim cương thì các bạn ơi, để xem là khả năng kim cương sẽ ra hành động này nha. Úi ôi, để xem là bao cương sẽ ra hành động kia nha các bạn ơi. Ok, chúng người ván đầu tiên nè. Rồi tiếp theo là các bạn. Ui, chúng người katana linh hồn. Trời ơi, tự là chúng hành động kia chứ. Thì chúc mừng làm dân mình các bạn ơi. Úi ôi, hòm xác à. Hòm xác này là quen tè máu à. Ui, cũng ok đấy. Rồi hành động bóng ma bay lượn thì các bạn ơi. Trời ơi, hành động này có âm thanh kinh dị vãi. Ok rồi, bây giờ là mình trang bị vào nha các bạn ơi. Ok ok, trang bị xong đi gạo tiên địch nha. Hôm sau mình trang bị luôn nha các bạn, với cả là hành động. Đây rồi, thì mình đã trang bị hành động bóng ma bay lượn này các bạn ơi. Và mình có mang theo hai hành động liên quan Halloween này các bạn. Hành động xác sống, hành động kiểu trò chơi nguy hiểm này các bạn ơi. Nhìn kiểu khá là giống zombie đấy. Ok, và mình sẽ mang theo đồ liên quan Halloween nữa nha các bạn. Đây thì mình đã phối bộ đồ khá là liên quan Halloween này các bạn ơi. Ok, không thì dòng nữa, bây giờ là mình sẽ vào trận đi gạo tiên địch thì các bạn. Ok, let's go. Cho le là bị gạo đây. Hơi đùa thôi, các đừng quên cho xin một like để kênh và đừng quên bấm chuông để nhớ thông báo video nhá. Mình cảm ơn rất là nhiều luôn. Thì bây giờ là mình sẽ đi bán và đi gạo tinh đỉnh cho các bạn. Không gạo các bạn đâu. Thì nên là đừng quên cho xin một like nha. Ok, one shot like ở kìa. Lỗi thế nhờ. Trời ơi. One shot kiểu gì vào chơi từ. Ui ôi vai. Chứ bắt được bên nào mà đoán mình gần chết đấy các bạn ơi. Nửa cây máu luôn đấy. Trời, từ. Mình phải cẩn thận để mình có đi gạo nó chứ, mà mình mà chết thì rất là phí các bạn ơi. Trời này nó kia. Ui ôi, giật cả hết cả mình luôn. Tự nhiên la trước mặt mình các bạn ơi, đang tình mặt cái đứa kia mà đứa này nó lại la trước mặt mình luôn đấy. Trời hồng. À đây đây, nó đuổi theo mình các bạn ơi. Này đuổi à. Trời, ui giời ơi, nhơn hả chơi, dám đuổi á. Từng đuổi là dễ à, thích đuổi không, tí gạo cho trận giờ. Ủa, từ nó đi đấm mình này các bạn ơi, nó đi đấm mình á. Từ đấm nào kia kìa. Từ ui ôi, đấm này ơ kìa. Ơ ơ, sao kiểu gì vậy trời. Ủa, mình bán kiểu gì với các bạn ơi, ai mà biết được. Ma sơn mù mắt quá ấy. Trời chết chết chết, ma sơn kiểu này là dở rồi. Từ ôi ơ trời ơ ơ kìa. Ủa, nó gạt tiếng âm thì các bạn ơi. Trời ơi, ủa ý gì đây nhở, ngồi làm gì đây, trụng đầu hả chơi. Trời ơi, ui rồi, từ trụng đầu. Ơ, nó tính là gì đây nhở. Thôi, không chụp đầu nữa nha các bạn ơi. Quên mất mục đích chính của mình, đó chính là dọa ma mà gẹo nó mà các bạn. Trời ơi, chụp đầu cái gì vậy trời. Không chụp đầu nha, không mê gái nha. Quan trọng là bây giờ đi dọa ma nha các bạn ơi. Trời ơi, tự nhiên lại đi chụp đầu chứ trời. Này này, tính quang lựu đạn ai cơ. Trời ơi, bây giờ là mình sẽ dọa bạn này nha các bạn ơi. Bạn này cứ ngồi nhờ, ngồi là ý định một chụp đầu hay sao ấy nhờ, mà cứ ngồi vậy trời, không chụp đầu đâu. Phải tỏ ra là sợ đi chứ trời. Mình dọa mai này mà chả kém rất sợ cái gì nhờ. Trời ơi, hay là sợ ở đây. Ủa, hình như là nó sợ ở trại đấy các bạn ơi. Ủa, lại ngồi không chụm đầu đâu. À không, đấy ngồi nhặt đồ mà các bạn ơi. Các bạn ngồi chụm đầu đâu trời. À không, hình như là ngồi chụm đầu đấy các bạn ơi. Đang gạ chụm đầu đấy, trời ơi. Không hiểu luôn á. Tưởng tim mình mê gái sao, không có đâu. Mới được nói bê đê mà, còn mỗi mê gái thôi. Trời ơi, nói vậy oan bạn kia vậy. Thôi mình chiều được các bạn ơi. Chứ thật ra bây giờ mình sẽ gọi bạn này nhá. Ủa, sợ hay sao mà chui vào góc xó trốn này trời. Ok, thì bây giờ là mình ra tâm bo nhá các bạn ơi. Ra tâm bo để cho an toàn nha. Có đi tanh bo luôn nhá các bạn. Ủa, không chạy bo đi vậy, đừng đấy. Ủa, hai bạn kia làm gì vậy. Ui dồi, mê cả hết sao mà đứng cung bạn kia vậy. À, trời ơi vãi. Ra bo từ từ hay sao vậy các bạn ơi. Trời ơi, hai bạn kia cũng kiểu như là đi theo bạn nữ kia luôn ý. Trời ơi. Không biết là sao mà Rao thua bị mình dọa ma như thế, thì bạn nước kia có còn tiếp ăn không đây. Trời ơi. Dọa ma cho sợ luôn đấy. Ui sợ quá. Trời ơi. Ui từ từ, bắn nhau hay sao thế này. Như không gạt tiếp ăn hay sao vậy các bạn ơi. Đây. Này chết nhá. Uầy, mình bắn nhầm bạn nữ này các bạn ơi. Trời ơi, đây tình bắn mỗi thanh niên này thôi mà mình kiểu như là cái tâm báo tự ngắm đầu bạn kia ấy các bạn. Trời ơi, súng kiểu gì vậy trời, tâm bắn kiểu gì vậy. Mình không có ý định giết bạn nữ kia đâu ý các bạn ơi. Mình chỉ giết cái đứa con trai kia thôi, nhưng mà kiểu như là nó tự ngắm đầu bạn kia ấy các bạn ơi. Trời ơi, đúng là rất là vào đầu thì các bạn ơi. Lại đến người khác gạt tiếng Anh thì các bạn ơi. Trời ơi, hết bạn nữ kia đến bạn này gạt tiếng Anh thì các bạn. Ok, cho cứu bạn kia nha. Rồi, nói chung là bạn nào mà thân thiện gạt tiếng thì mình sẽ tha cho nha. Còn mình sẽ không bán đâu nha các bạn ơi. Còn bạn nào mà kiểu như là phản lại thì mình sẽ bán nha các bạn. Ok, hai bạn này có vẻ thân thiện thì các bạn ơi. Được luôn, thì bây giờ là mình sẽ dọa ma cả hai nha. Ủa, đấy, hai đứa kia là sợ còn là chạy rồi đấy các bạn ơi. À đâu, nó chạy anh nhặt thính mà, có phải là sợ mình đâu các bạn ơi. Ý quê. Trời ơi.
Thôi cho là sợ đi các bạn ơi. Cái bạn nữ này cứ gạ gẫm mình chụm đầu nhờ. Không chụm đầu đâu. Ủa mấy tên kia bắt lạch bạn trai này vậy. Ủa cứ bắt lạch cái bạn này nhờ. Thôi từ từ để cho mình đấm cho nha. Bây mình sẽ dọa mà mình sẽ đấm nha các bạn ơi. Từ từ đấm bất ngờ nhá. Này này kìa. Ủa bạn này tên là Messi này các bạn ơi. Trời ơi, ơi mấy đứa có bắt là anh Messi vậy trời. Úi ôi. Cái bạn nam này tên là Messi các bạn ơi. Tên chất vậy trời. Từ từ đi đâu vậy, đi đây đâu. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Ơ kìa, trời ơi. Trời, ác vãi tề. Cái bạn nữ này chị trái bắt lạt đi mà đấm mỗi bạn nam ý các bạn ơi. Trời ơi, phải bị đối xử vãi tề. Bo đang vào và mình cơ tâm bo cho an toàn. Các bạn ơi, đi lung tung là chết đây. Các bạn ơi, đây đây, đi cả chết. Trời ơi, bo đây mà trời. Ủa, đừng nói là chết đời nha. Thì không ai cứu được đâu. Trời ơi, ok, chú tinh bo các bạn ơi. Tinh bo luôn nha. Ơ kìa vãi, người này cả. Ui, bạn nữ kia là người này cài các bạn ơi. Nhưng mà tại sao lại không lên bo nhỉ, mà lại đứng bên dưới chết bo này. Không kịp tanh bo đấy trời. Thôi thì bây giờ thẳng luôn nha các bạn ơi. Không câu giờ nữa nha. Thẳng luôn nha các bạn, không tiếp nữa nha các bạn ơi. Ok. Này 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 này, vỡ dép luôn. Ui giật hết cả mình luôn trời. Vãi, cái bạn người này ca kia sẽ đằng sau mình các bạn ơi. Trời ơi. Thế lấy bây bắn luôn bạn đó nhở. Ừ hay là bắn nhở. Ừ bắn đi các bạn ơi, không tiếp nữa nhá. Này này này. Mình không cố ý đâu các bạn ơi, mình chỉ cố tình thôi. Ừ thẳng luôn cho nhanh nhá, không tiếp nữa nha các bạn ơi. Thẳng luôn thì còn dọa, thì còn trêu chứ, để còn gẹo chứ. Ok luôn, bạn cuối cùng đâu nào. Hình như là bên trên này các bạn ơi, mình đoán là vậy ấy. Đúng rồi, đây đây thầy bắn này các bạn. Ok này nó kia. Ui ui chết. Ui ôi may quá, hai viên các bạn đã không chết mình các bạn ơi. Ô kìa chết mình rồi. Cứu đặt chai là đặt kéo ra. Má mình ẩu các bạn ơi. Không sao sao vẫn cứu được nè. Trời ơi vẫn có cơ hội sống mình các bạn ơi. Rồi bình tĩnh nha. Để xíu hồi xong máu mình hết sự bại đó nha các bạn ơi. Ok hay là bây giờ công lên tiếp nhá. Từ từ bây giờ cho quả lựu đạn vào đây nha các bạn ơi. Mình nghĩ là trong ấy. Ok chết này. Ok kia. Ui ôi con kiểu gì mà chơi chết này. Chú ấy không đây chung. Đó qua kiểu này các bạn ơi. Ok dọa tiếp nha. Trời ơi hết hồn chưa nào. Ui ôi 3-0 này nhanh nhở. Bật chế độ từ chối gạt tiếp nhá. Bật thẳng luôn nha các bạn ơi. Ok có ai này không nào. Ui ôi từ ui giấy cả mình quá trời má. Nó dọa mình này các bạn ơi, là hù mình này. Trời ơi mình bị hù lại đấy các bạn ơi, là đừng vì nó kê mình ấy, tới cả mình luôn. Bây giờ mình sẽ xử lý tiếp được như gọi lẹ đi các bạn ơi, không cơ giờ nữa nhá. Thắng luôn 4-0 nha các bạn. À nhầm 4-1 nhá. 4-0 đâu ra trời. Ok liều luôn nhá, lên giết luôn nha các bạn ơi. Mình đang rất là máu ý các bạn. Này ui ôi đang sao đây nữa này ok kìa. Ui ôi chạy đâu cho thoát hả trời. Villa cái tên là Villa chứ trời ơi. này Messi nữa à. Ui trận này gặp toàn mấy tên kiểu như là hay nhở. À đâu do mình nghĩ ra thôi mà. Messi với cả Villa, đâu có Villa đâu, mình tự nghĩ ra từ Villa chứ trời ơi. Với cả có Ngân Nai Kai các bạn ơi, bạn Ngân Nai Kai rất là thân thiện luôn, gọi mình tính áp này. Ui ôi lại gạt tiếp này các bạn ơi. Khôi từ chỗ tính ba không tiếp hơn đâu. Bơi thẳng luôn nha, từ cho cứ bạn kia ra nha các bạn ơi, để mình còn kiểu ăn kill ấy. Ừ thì tại vì lấy bạn kia bị team mình ăn kill các bạn ơi. Này ui ôi chết luôn này vãi. Tội thế nhở. À đi đâu. Rồi ôi ok bạn Ngân Nai Kai nha. Ok nói chung là trận này khá là vui đi các bạn ơi, trận này giải trí vãi tê. Nếu gạt tiếp xong mình kiểu như là hù ba trước mặt rồi các bạn ơi. Ok chắc bây giờ là mình sẽ dừng video nha, và nếu đâu mình cho xin một like kênh nhá, và được kết bầu chưa ký để nhờ thông ra video các bạn. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các video tiếp theo nha. Bye bye.